Một mẫu bán tải rất là đẹp, vừa về cửa hàng của em Vũ Siêu Ô Tô. Vâng. Đấy các bác ạ, bên nhà em thì chuyên kinh doanh tất cả các cái dòng xe, và đặc biệt là bán tải thì bên nhà em có tầm hơn 40 đầu xe cho các bác nhá, cả hai vị trí này. Thế nên là các bác nào mà thích cái dòng xe bán tải thì các bác cứ việc đăng ký qua kênh. Nếu mà thích con nào thì các bác có thể là alo ngay cho em Vũ Duy Ô Tô ạ. Vâng. Hôm nay là em giới thiệu các bác một chiếc xe Forerunner bản XLS. Vâng, một chiếc xe số sàn một cầu, máy dầu 3 2.2. Mức tiêu thụ nhiên liệu của chiếc xe này chỉ rơi vào tầm khoảng 7 lít dầu trên 100 cây thôi. Thời buổi xăng dầu đắt lại đi bán tải thì thực sự là các bác rất là tiết kiệm và kinh tế luôn. Và đặc biệt là chiếc xe này thì có cái thùng phía đằng sau rất là rộng, rất phù hợp cho bác nào đi công trình, công trường hoặc là đi dã ngoại, đi du lịch, là các bác đi chiếc cái loại này thì ok luôn. Và con này phải nói là 2017 mà thùng nó đẹp như mới luôn này, như là mới lắp ngày hôm qua đấy ạ. Vâng, các bác ấy nhìn chi tiết thùng bên trong này. Đấy, đẹp như mới luôn này. Tất cả các chi tiết của xe gần như là mới kính quang luôn. Đấy, các bác có thể nhìn này, đinh hàn còn nguyên này. Đấy, ba bô lê này, rồi các cái chỉ keo của xe này. Đấy, vâng. Một chiếc xe rất là đẹp luôn. Vừa về. Vâng, và cái dòng xe này thì là một cái dòng xe mà được khá là nhiều người tìm kiếm. Đấy, có cái phần bậc cái thành thùng của nó còn đẹp như này mà. Keo chỉ này, đấy, các bác nhìn chỉ keo đây, đều luôn. Dòng này là một dòng xe bán tải với khả năng tải của nó lên là 1 tấn. Các bác chở đồ thoải mái và cũng rất là yên tâm, không phải lo lắng. Vâng, và đặc biệt là con này thì được độ cam 360 độ, là cam đằng sau của nó này. Đấy, chiếc xe mang biển 25C02727 nhé các bác nhá. Vâng, biển tỉnh miền núi phía Bắc. Và các bác có thể nhìn này, các cái phần hậu sau của nó còn đẹp như này. Đấy, sắt xi còn chưa han mục, lốp sơ cua thì đã hạ rồi, nhưng mà nói chung là vẫn còn đẹp căng. Đấy đây, một dòng xe bán tải đường trường rất là đẹp dành cho các bác, với nhíp cầu 5 lá, khả năng tải hơn 1 tấn. Và gầm mẹ của con này thì bao zin các bác luôn. Xe không có đâm đụng ngập nước nha các bác nhá. Sơn này. Đấy. Tôn vỏ mỏng, sơn zin của nó còn rất là nhiều luôn. Và lốp thì là lốp Dunlop AT Grand Check 20. Và con này thì sử dụng lốp 2557, vành la răng là 16 inch. Lốp nguyên dàn 2017 các bác nhá. Vâng, 4 quả lốp nguyên dàn 2017 luôn. Rãnh lốp còn đẹp, và nói chung là xe thì lăn bánh được 4 vạn mà. Hơn 4 vạn một chút, đây là chất xe thì các bác nhìn ạ. Vâng. Sắt xi gầm mẹ thì đen xì và được phun phủ rồi, chứ không phải là phủ sần nhá, chỉ là phun phủ sơn đen thôi để cho nó không bị han mục thôi ạ. Nội thất bên trong xe thì tươi, và nội thất ghế của nó là còn zin. Đấy các bác nhìn này. Nội thất ghế da zin. Xe đẹp cứng, và đương nhiên là thời tiết như thế này thì ngồi trong xe thì mát lạnh hẳn rồi. Điều hòa bao mát cho các bác luôn. Đồ nghề kích lốp các thứ của xe thì còn nguyên nhá, và của hãng cung cấp phụ tùng cho Ford là Focomo. Đấy. Sàn xe thì con này được bọc 6D. Đấy. Bọc 6D luôn này. Đấy, xịn sò luôn đấy các bác nhá. Đấy, bọc 6D. Da cao cấp. Đấy, còn trần thì được bọc ni lông rồi. Phải nói chỉ những người cẩn thận người ta mới làm như này thôi, chứ còn những bác mà đi công trình công trường ấy, thường thường các bác không bao giờ để ý đến trần đâu, các bác để nguyên. Keo chỉ bao zin nhá, chỉ keo bao zin cho các bác luôn, ốc chưa ra này. Đấy. Một chiếc xe được giữ rất cẩn thận, 2017, kính bao zin toàn bộ, xe thì không có lỗi, và bao cam kết cho bác là không có đâm đụng tai nạn ngập nước. Đấy, các bác về các bác chỉ việc đi thôi. Hiện nay là máy đang nổ, vì tại sao? Vì là thời tiết này quá nắng nóng luôn, bật điều hòa cho nó mát, nổ máy cho nó sướng, tội gì. Vâng, và dòng này thì đi rất là lành. Dòng xe Forerunner là một dòng xe rất là khỏe, đi vượt mọi địa hình luôn. Và đây là một chiếc xe để dành cho các bác chạy đường dưới đồng bằng thôi. Vâng, đồi núi dốc vẫn ok, nhưng mà nếu mà các bác nào mà hay đi đường trơn trượt với đồi núi cao ấy, em khuyên là nên chạy một mẫu 2 cầu. Còn đây là một mẫu xe 1 cầu số sàn các bác nhá. Một chiếc xe bản XLS với cam 360 độ, màn hình OLED cao cấp, điều hòa mát lạnh, và đặc biệt là tất cả nội ngoại thất của xe thì gần như là mới.
xe vừa về cửa hàng em bút di ô tô từ buổi chiều ngày hôm qua. Thế nhưng mà bây giờ thì em mới có thời gian quay được chiếc xe này. Đấy, lốp giáp dày, la răng đúc khỏe. Đấy, nhìn trông rất là thể thao. Và các bác nhìn các cái phần vè che cua lốp này của nó đinh vẫn còn nguyên nhá, chứ chưa hề có tháo mở. Đấy, bên này như thế này. Đấy, các bác nhìn ạ. Vâng, sắt xi thẳng đét đẹp luôn. Và lốp thì dày. Nói chung là đây là một dòng xe mà các bác đi bền, tốt, khỏe, chắc. Và các bác nhìn này, hệ thống đèn của xe thì là đèn zin nhá. Tuy nhiên là phần bi cầu thì bác ấy đã làm quả bi Fuji rồi. Riêng bộ đi bi này, bi gầm này này là trị giá của nó cũng đến gần chục triệu rồi. Đấy, các bác mua đã lời ngay được một quả bi đôi bi gầm về rồi. Còn đây là cam trước của cam 360 độ. Một mẫu xe bán tải rất là xịn sò. Gầm cao máy khỏe, xe chất cứng và máy thì rất là ngon. Máy ngon luôn, chạy rất là êm. Và dòng này thì nó rất là ok, các bác chạy đường trường thì không phải nghĩ ngợi gì luôn. Gầm sàn thì đẹp này. Đấy, các bác nhìn gầm này. Gầm đấy ạ. Vâng. Còn nội thất bên trong xe thì tươi. Nội thất xe vẫn rất mới, vô lăng này. Tất cả những cái phần này nó còn chưa mòn. Đấy. Xe đẹp, lăn bánh đúng 4 vạn luôn. À, vâng. Túi khí an toàn. Còi tương đối và gương kính thì có điều chỉnh điện đầy đủ nhé các bác nhá. Vâng. Kính điện đây, lên xuống này và tất cả phim cách nhiệt được dán đều là phim 3M cao cấp. Đấy. Chất xe thì các bác nhìn ạ. Vâng. Thời tiết nắng nóng này việc sở hữu một mẫu xe đi lại công trình công trường thì quá là ok rồi. Đấy. Và đây là một mẫu xe đường trường rất là ngon luôn. Vì sao vừa nãy em phải dùng quạt gió em đẩy thẳng ra camera? Vì là thời tiết này thực sự là quá nắng luôn. Khi mà quay camera ở ngoài trời, nhiệt độ lên cao, camera sẽ chỉ phục vụ được khoảng 5 đến 7 phút thôi. Màn hình OLED với cam 360 độ, nhiều góc cho các bác quan sát nhá. Đây là xung quanh xe, đây là các bác rất là yên tâm, không phải lo lắng đến chuyện là loanh quanh đi nó khó. Đây, cảm biến xung quanh hết rồi. Đấy, màn hình OLED này, xịn sò với rất nhiều chức năng tích hợp ở trên chiếc xe này. Đấy, các bác có thể là sử dụng và các bác có thể nhìn theo dõi. Rồi có chế độ định vị các thứ là đầy đủ hết cho các bác nhá. Việt Map này, định vị này. Rồi con này thì có SIM 4G rồi. Nên là các bác đấy, con đường xưa em đi cũng có hết này. Đấy, úi giời. Nhạc thì rất là hay, riêng âm thanh của Ford thì khỏi phải chê rồi. Đấy. Tất cả các chức năng của xe thì hoạt động hoàn toàn bình thường. Và đặc biệt là phần vô lăng được phím tích hợp đây cho các bác này. Đấy. Xe thì phải nói là quá là mới rồi. Túi khí an toàn còn nguyên, xe bao zin cho các bác nhá. Và đây là khoang động cơ của chiếc xe này. Hiện nay là máy đang nổ, em sẽ ra khoang động cơ và cho các bác cùng xem. Bên em thì có rất nhiều xe đời từ 2008 cho đến 2019-20. Bác nào mà chỉ cần quan tâm đến dòng xe nào thôi, các bác cứ điện thoại cho em là ok. Vâng. Động cơ máy dầu 2.2, mức tiêu thụ nhiên liệu của chiếc xe này rơi vào tầm khoảng 7 lít rưỡi dầu trên 100 km. Máy nổ giòn êm, xe cứng và không có lỗi lầm. Đấy. Tất cả xe thì được bảo hành, bảo dưỡng tại hãng rồi. Và con này thì mua tại Ford ở trên Hà Nội. Đấy, xe cứng luôn, keo chỉ đây. Đấy, các bác nhìn chỉ keo đấy ạ. Vâng, đinh hàn nắp cabo này. Đấy, các cái dấu còn nguyên luôn. Xe đẹp và con này thì vẫn sử dụng trợ lái dầu các bác nhá. Đấy, có hệ thống ABS đầy đủ rồi. Đấy, full hình luôn. Xe cứng luôn. Đấy, nước làm mát màu đỏ đẹp luôn này. Vâng, và mẫu xe này thì bên em Fuji Auto đang bán với cái giá là 535 triệu đồng. Bác nào mà quan tâm thì mời các bác qua cửa hàng em xem xe và thẩm nghiệm luôn. Một mẫu xe bán tải gầm cao máy khỏe Ford Ranger bản XLT, số sàn và con này sử dụng một cầu. Đấy, một cầu số sàn, gầm bệ thì chắc, bao zin toàn bộ cho các bác nhá. Vâng, cảm ơn các bác đã theo dõi và chia sẻ kênh của em Fuji Auto. Xin chào tạm biệt, hẹn gặp lại các bác ở những video tiếp theo với những chiếc xe
đẹp. Và thực sự là thời tiết nắng nóng này thì việc review xe là một cái rất là khó khăn. Đặc biệt người thì không sao, nhưng camera là mới 5 phút ngoài nắng này thôi nhưng mà đã mất hình rồi. Đấy. Nên là cũng xin các bác một nút like để lấy động lực làm nhiều video tiếp theo ở bên cửa hàng. Và bên em thì xe máy dầu thì còn rất là nhiều đấy các bác nhá. Tha hồ cho các bác lựa chọn luôn. Cảm ơn các bác. Xin chào, tạm biệt, hẹn gặp lại các bác.